Trong bản tin toàn cảnh thế giới hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau Nhiều đồng minh phản đối đưa bộ binh đến Ukraine Ông Zelensky thay đổi điều kiện hòa đàm với Nga Ukraine cảnh báo hậu quả nếu Nga tiến hành cuộc tấn công mới Châu Âu đang ở thời kỳ tiền chiến Nga áp đảo Ukraine về hỏa lực UAV ngủ đông xuất quỷ nhập thần của Nga khiến Ukraine khó đối phó Sự trỗi dậy của phe cực hữu tại Đức gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dân. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Trân trọng kính mời quý vị theo dõi. Bloomberg vừa qua dẫn lời một quan chức biết rõ những cuộc thảo luận giữa các đồng minh cho hay việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không loại trừ khả năng đưa bộ binh phương Tây đến Ukraine đã khiến một số quan chức Mỹ nổi giận vì họ cho rằng động thái như thế có thể gây nguy cơ xung đột với Nga. Trước đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Andrienne Watson đã nhấn mạnh Tổng thống Joe Biden nói rõ rằng Mỹ sẽ không gửi binh sĩ đến chiến đấu ở Ukraine. Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck cũng đưa ra tuyên bố binh sĩ Đức sẽ không tới Ukraine. Tương tự, trong cuộc phỏng vấn với tờ Süddeutsche Zeitung, Ngoại trưởng Anh David Cameron cho hay ông phản đối việc gửi binh sĩ phương Tây đến Ukraine ngay cả khi làm nhiệm vụ huấn luyện. Dù vậy, ông Macron vẫn nói rằng việc phương Tây đưa bộ binh đến Ukraine có thể diễn ra vào một lúc nào đó trong tương lai. Lúc đầu, Latvia đã khen ngợi ý tưởng trên của ông Macron. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở Berlin, Thủ tướng Latvia Evika Silina cho biết, nói về việc gửi binh sĩ tới Ukraine, tôi nghĩ chúng tôi ở NATO chưa sẵn sàng làm điều này. Ngoại trưởng Hungary Peter Sujato sau đó cũng cảnh báo những luận điệu về khả năng đưa binh sĩ sang Ukraine sẽ dẫn đến nguy cơ thế chiến thứ ba đến gần hơn. Ông Sujato nhấn mạnh, Hungary sẽ kêu gọi tất cả các đối tác và đồng minh kiềm chế mọi tuyên bố và hành động, có thể khiến nguy cơ Thế chiến 3 hiện hữu. Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba phản ứng về phát ngôn của Tổng thống Macron rằng chúng tôi vui mừng khi thấy Tổng thống Macron phát triển theo hướng đó. Trong một cuộc phỏng vấn với Politico, ông Kuleba nhấn mạnh, Kiev chưa bao giờ yêu cầu binh sĩ tác chiến châu Âu tiến vào trên bộ, nhưng các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu cần làm quen với ý tưởng rằng ngày đó có thể đến. Trong khi nhiều đồng minh phản đối việc triển khai bộ binh đến Ukraine, thì mới đây, trả lời phỏng vấn với đài CBS News vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay việc quay trở lại biên giới năm 1991 của Ukraine hiện không còn là điều kiện tiên quyết để tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Ông cho rằng không cần thiết phải giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ chỉ bằng biện pháp quân sự và các lực lượng Ukraine ít nhất nên khôi phục nguyên trạng năm 2022. Ông Zelensky nói chúng tôi sẽ không phải giải phóng toàn bộ lãnh thổ quốc gia bằng biện pháp quân sự. Tôi chắc chắn khi Nga mất đi những gì đã kiểm soát kể từ năm 2022, họ sẽ hoàn toàn mất niềm tin. Hiện tại, nhà lãnh đạo Ukraine vẫn tiếp tục thúc đẩy công thức hòa bình 10 điểm của cá nhân, bao gồm yêu cầu Nga rút toàn bộ binh sĩ và khôi phục biên giới năm 1991 của Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea, cũng như buộc Moscow phải trả tiền bồi thường cùng nhiều điều kiện khác. Song Điện Kremlin xem các điều kiện của Kiev là vô lý. Mới đây nhất, theo đài RT, phát ngôn viên điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã có phát biểu sau khi ngoại trưởng Ukraine, Dmitry Kuleba cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 29 tháng 3 rằng, Kyiv có thể tham gia kết nối ngoại giao với Moscow sau sự kiện do thụy sĩ đăng cai, nhiều khả năng diễn ra vào mùa hè năm nay. Ông Peskov nói, tuyên bố như vậy hoàn toàn mâu thuẫn với lệnh cấm đàm phán với Nga do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ban hành. Ông Zelensky đã ra lệnh cấm tất cả các cuộc thương lượng với chính quyền Nga đương nhiệm vào mùa thu năm 2022 sau khi bốn vùng của Ukraine bỏ phiếu sáp nhập vào Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin lưu ý thêm, Moscow sẽ không chấp nhận bộ quy tắc do người khác tạo ra. Phát biểu này lặp lại quan điểm trước đó của Bộ Ngoại giao Nga, vốn khẳng định Moscow sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nhưng không phải theo các điều kiện của Kiev. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zizky đã cảnh báo Nga về việc tiến hành một cuộc tấn công mới vào thành phố Kharkov Ông Alexander Siskỳ đã đưa ra cảnh báo trên trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn Rudinform của Ukraina, khi phản ứng trước những bài báo cho rằng Moscow đang chuẩn bị cho lực lượng để kiểm soát thành phố lớn thứ hai của nước này, nằm gần biên giới Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa qua cảnh báo một cuộc tấn công sắp xảy ra của Nga có thể bắt đầu vào cuối tháng 5 hoặc tháng 6. Ông Siskỳ nói: "Chúng tôi không thể phớt lờ bất kỳ thông tin nào về sự chuẩn bị của đối phương cho các hoạt động tấn công." vì thế chúng tôi đang tiến hành tất cả biện pháp để phản ứng trước khả năng này một cách phù hợp. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cũng cho biết Kiev đang chuẩn bị củng cố lãnh thổ và các vị trí của chúng tôi, lắp đặt một hệ thống rào chắn toàn diện và lên kế hoạch hành động cho quân đội của chúng tôi trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công như vậy. Ông Sisky nói, chúng tôi đã có kinh nghiệm về các hoạt động chiến đấu ở Kharkov. Chúng tôi đã tính toán được hành động của đối phương và giải phóng một phần lớn khu vực này đề cập đến cuộc tấn công chấp nhoáng giành lại một số khu vực ở Kharkov vào mùa thu năm 2022. Ông cảnh báo, khi đó mặt trận của Nga đã sụp đổ đáng kể. Nếu Nga đến đó một lần nữa, Kharkov sẽ trở thành tử địa với họ. Vừa qua, các nguồn tin trong giới tinh hoa Nga và các quan chức an ninh cấp cao nhận định với một hãng truyền thông độc lập của Nga rằng nỗ lực giành Kharkov là một kịch bản có thể xảy ra. Dẫn nguồn tin thân cận với Điện Kremlin và một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga, hãng tin độc lập Vuska của Nga cho biết Moscow có thể đang lên kế hoạch tuyển mộ hàng chục nghìn binh sĩ và quân đội như một phần của cuộc điều động bí mật với mục đích cuối cùng là bao vây Kharkov. Newsweek không thể xác minh độc lập các báo cáo và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email. Ông Sisky nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn với Julian Form rằng trong khi Ukraine biết ơn sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây, thì chúng tôi sẽ càng biết ơn hơn nếu sự hỗ trợ này diễn ra nhanh chóng và đủ số lượng. Cần phải thừa nhận rằng, chúng tôi không thể đạt được thành công lớn hơn trong cuộc tấn công Kharkov vì chúng tôi không có đủ nguồn lực. Việc thiếu nguồn lực và số lượng đạn dược cần thiết đã tạo cơ hội để Nga tiến sâu về phía nam Ukraine trong khu vực Zaporizhia và cuộc tấn công vào các vị trí này nếu không có sự hỗ trợ trên không sẽ khiến chúng tôi tổn thất về lực lượng cũng như trang thiết bị. Ông nhận định, trường hợp mới đây là ở Adipka, chúng tôi chắc chắn có thể giữ được các vị trí này nếu có đủ số lượng vũ khí phòng không và đạn pháo. Các lực lượng của Ukraine đã rút khỏi thành phố chiến lược Adipka ở khu vực Donetsk thuộc phía đông vào tháng 2 sau nhiều tháng giao tranh. Theo Đài Russia Today (RT), Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã có cuộc phỏng vấn với báo chí châu Âu ngày 29 tháng 3, trong đó ông cho rằng châu Âu đã bước vào thời tiền chiến và do đó, bất kỳ kịch bản nào cũng có thể xảy ra. Khi được hỏi liệu xung đột có phải là điều không thể tránh khỏi sau một số phát ngôn của các chính trị gia phương Tây về khả năng Nga tấn công NATO, Thủ tướng Ba Lan lặp lại lần nữa rằng bất kỳ kịch bản nào cũng có thể xảy ra. Ông Tusk nói: Tôi không muốn làm ai sợ hãi, nhưng chiến tranh không còn là chuyện quá khứ nữa. Đó là sự thật và thực tế chiến tranh đã bắt đầu từ hơn 2 năm trước. Thủ tướng Ba Lan nhắn nhủ thêm. Tôi biết rằng điều này nghe có vẻ tàn khốc, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho sự xuất hiện của một kỷ nguyên mới. Chúng ta đang trong thời tiền chiến, tôi không phóng đại đâu. Thủ tướng Ba Lan lặp lại lời kêu gọi phương Tây cần làm mọi cách có thể để cung cấp cho Kiev vũ khí và đạn dược, bởi thế giới hiện đang trong thời điểm quan trọng nhất kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Ông Tớc khẳng định, hai năm tới sẽ quyết định mọi thứ, và ông cũng nói thêm rằng nếu châu Âu không cung cấp đủ vũ khí cho Ukraine và Kiev bị đánh bại, không ai ở châu Âu có thể cảm thấy an toàn. Thực tế hiện nay, quân đội Moscow đang áp đảo Kiev về hỏa lực. Trong một lần hiếm hoi thông tin tình hình thực chiến, trả lời phỏng vấn Ukraine Form hôm 29 tháng 3, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sitsky cho biết, cách đây vài ngày, lợi thế của quân đội Nga về khía cạnh hỏa lực vào khoảng 6 so với 1 của phía Ukraine. Tổng tư lệnh Ukraine cảnh báo, lực lượng vũ trang giờ đây phải thực hiện các nhiệm vụ trên toàn bộ chiến tuyến kéo dài với ít hoặc không có vũ khí lẫn đạn dược. Ông thừa nhận tình hình đang căng thẳng ở một số khu vực. Vị tướng bổ sung, trong vài tuần và tháng gần đây, Nga tăng mạnh các hoạt động không quân, sử dụng KAB, bom dẫn đường, phá hủy các vị trí của chúng tôi. Tướng Sisky cảnh báo Nga đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát Kharkov và cảnh báo nếu xảy ra sẽ là đòn đau cho phía Kyiv. Ông Sisky bổ sung việc Ukraine thiếu nguồn lực và số đạn dược đầy đủ cho phép phía Nga khoét sâu hơn trên bộ ở phía nam Ukraine tại vùng Zaporizhia. Nga gia cố các tuyến phòng thủ dày đặc ở miền nam và Ukraine đã không thể thọc thủng những phòng tuyến này trong chiến dịch phản công năm ngoái. Cũng trong ngày 29 tháng 3, Thủ tướng Ukraine Denis Mihan cho biết chính quyền Kiev đã nhận được đợt hỗ trợ tài chính trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ theo khuôn khổ chương trình của Ngân hàng Thế giới. Ông Mihal nói rằng khoản tiền này cho phép Kiev chi trả ngân sách và chi tiêu xã hội cũng như góp phần giúp Ukraine phòng thủ trước Nga. Khoản hỗ trợ mới của Ngân hàng Thế giới đến từ Anh và Nhật Bản. Thủ tướng Ukraine viết trên tài khoản X, tên cũ của Twitter, 984 triệu đô la Mỹ đến từ Nhật Bản và 516 triệu đô la Mỹ đến từ Anh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa qua cảnh báo rằng quân đội Ukraine sẽ phải rút lui binh sĩ từng bước, thu hẹp tiền tuyến nếu thiếu gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ từ Mỹ Cụ thể, ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn công bố hôm 29 tháng 3 rằng nếu Mỹ không viện trợ, chúng tôi sẽ không có lá chắn phòng không và tên lửa Patriot, không có hệ thống gây nhiễu và đạn pháo 155mm. Điều này nghĩa là Ukraine sẽ phải rút lui binh sĩ theo từng bước nhỏ. Chúng tôi đang tìm cách nào đó để không phải làm như vậy. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh tình trạng thiếu thốn nạn dược sẽ khiến Ukraine phải thu hẹp tiền tuyến và từ bỏ nhiều vị trí đang kiểm soát hiện nay. Ông cảnh báo, nếu phòng tuyến bị chọc thủng, lực lượng Nga có thể tiến thẳng đến các thành phố lớn. Ông Zelensky khẳng định Kiev đang tận dụng vũ khí và các hệ thống phòng không nội địa nhưng vẫn không thể bù đắp khoảng trống viện trợ, đồng thời chỉ trích Mỹ phản ứng không tích cực với các vụ tập kích của Ukraine nhằm vào loạt nhà máy lọc dầu tại Nga. Mỹ là nước viện trợ nhiều nhất cho Ukraine kể từ lúc xung đột Ukraine-Nga chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, gói viện trợ quân sự mới nhất của Mỹ cho Kiev đang mắc kẹt tại Quốc hội Mỹ do lưỡng đảng chưa tìm thấy tiếng nói chung. Việc này cũng rơi vào tình thế nhạy cảm khi Ukraine được hiểu đang gặp nhiều bất lợi trước Nga và có khả năng hứng chịu đợt tấn công mới từ các lực lượng Nga. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua gói viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine, nhưng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã trì hoãn vấn đề này trong nhiều tháng với lập luận cần ưu tiên các vấn đề trong nước. Trong cuộc điện đàm mới đây, ông Zelensky đã nói với ông Johnson rằng việc phê duyệt gói viện trợ cho Ukraine là rất quan trọng. Lực lượng Nga đã giành được quyền kiểm soát thành phố Adipka ở miền đông Ukraine trong tháng trước và đã đạt được một số thắng lợi nhỏ kể từ đó. Gần đây, Nga đã tăng cường tấn công vào hạ tầng năng lượng và các cơ sở hạ tầng khác của Ukraine, trong khi quân đội Ukraine đã không thể tiến lên. Trong những tháng qua, ông Zelensky cũng đã nhiều lần nói về kịch bản tồi tệ nhất. Nhưng với việc nguồn viện trợ từ Mỹ trở nên bấp bênh, trong khi Ukraine đang phải đối mặt với các cuộc tấn công liên tiếp từ phía Nga, lời cảnh báo của ông Zelensky đang ngày càng được chú trọng hơn. Trong hơn 2 năm bùng nổ xung đột Nga-Ukraine, hai bên đều đang bị mắc kẹt. Cụ thể, cuộc phản công vào mùa hè năm 2023 của Kiev đã không đạt được mục tiêu đề ra và các lực lượng Ukraine đang ở thế phòng thủ. Giới chuyên gia nhận định, trước tình hình không ổn định hiện tại, các quy định viện trợ của phương Tây cho Kiev có thể làm thay đổi tình thế. Trong khi trên thực tế, Nga đã đặt ngành công nghiệp quốc phòng vào tình trạng chiến tranh và liên tục bổ sung cho kho vũ khí, nhưng Ukraine lại đang phải thu hẹp một số hoạt động do đạn dược cạn kiệt, trong khi nguồn bổ sung lớn nhất từ Mỹ vẫn chưa được thông qua. Ngày 29 tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bãi chức hai vị trí thân cận, đồng thời bổ nhiệm một quan chức an ninh cấp cao làm đại sứ ở Moldova. Theo xác lệnh Tổng thống Ukraine công bố về vấn đề này, hai nhân vật bị thay gồm ông Andriy Smirnov và ông Oleksiy Dnipropov. Ông Smirnov chịu trách nhiệm về vấn đề chính sách pháp lý, còn ông Dnipropov phụ trách việc vận hành trong văn phòng Tổng thống. Đây là hai trong số 10 xếp cấp phó của ông Andriy Yermak, tránh văn phòng Tổng thống hai người được bổ nhiệm thay thế các vị trí trên là bà Olena Kovanska và bà Irina Mudra. Trước đó, bà Kovanska nằm trong nhóm cố vấn của Tổng thống, phụ trách việc thành lập tòa án truy tố Nga về việc đưa quân vào Ukraine. Trong khi đó, bà Mudra là Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Đây tiếp tục là những diễn biến mới nhất trong cuộc cải tổ của Tổng thống Ukraine Zelensky. Trước đây, ông chủ yếu thay người ở lĩnh vực quân sự. Đáng chú ý là bổ nhiệm ông Oleksandr Shitsky làm tổng tư lệnh thay ông Valery Zaludnyi. Gần nhất, ông Zelensky bãi nhiệm thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov và thay bằng cựu lãnh đạo cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine Oleksandr Litvinenko. Trong video cập nhật tối ngày 29 tháng 3, Tổng thống Ukraine cho biết ông Danilov được chuyển sang làm đại sứ ở Moldova, khẳng định bản thân ông Danilov có nguyện vọng công tác trong lĩnh vực ngoại giao. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga ngày 29 tháng 3 cho biết đã triệu đại sứ Moldova Lilian Dari tới để thông báo rằng Moscow tuyên bố một nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao này không được hoan nghênh ở Nga. Theo thông báo, Bộ Ngoại giao Nga đã trao cho đại sứ Dari công hàm phản đối về quyết định của Kishino trục xuất một nhân viên đại sứ quán Nga và từ chối cho phái đoàn Nga nhập cảnh để tham dự hội nghị do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc FAO tổ chức ở Moldova. Thông báo có đoạn: Đại sứ Dari đã nhận được công hàm từ Bộ Ngoại giao Nga, nêu rõ phía Nga tuyên bố một nhân viên của đại sứ quán Moldova tại Nga là người không được hoan nghênh như một cách đáp trả quyết định trục xuất một nhân viên đại sứ quán Nga tại Kisinau. Trước đó, Bộ Ngoại giao Moldova đã trục xuất một nhà ngoại giao Nga liên quan đến việc mở các điểm bỏ phiếu bầu cử của Tổng thống Nga ở khu vực ly khai Chanistia. Bộ này phản đối mở các điểm bỏ phiếu ở Chanistia, một vùng đất thân Nga đã tách khỏi Moldova khi Liên Xô sụp đổ. Chanistia giáp Ukraine ở phía đông và đã duy trì quyền tự trị trong ba thập kỷ dưới sự hỗ trợ của Nga. Trước đó, chính phủ Moldova cũng đã đưa ra các tuyên bố gọi hành động của Nga là thiếu tôn trọng chủ quyền của Moldova. Chính phủ Thụy Sĩ đã thông báo kế hoạch tổ chức một hội nghị cấp cao về hòa bình cho Ukraine vào mùa hè. Trọng tâm của sự kiện là kế hoạch hòa bình 10 điểm của Kiev, được Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố lần đầu tiên vào cuối năm 2022. Sáng kiến nói trên kêu gọi Moscow rút hết binh sĩ khỏi Ukraine, cũng như thành lập một tòa án để truy tố các quan chức hàng đầu Nga vì các cáo buộc sai phạm trong thời gian xung đột. Moscow đã bác bỏ đề xuất này với lý do nó xa rời thực tế. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Ấn Độ NDTV hôm 28 tháng 3, Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmitry Kuleba nhấn mạnh, những người tham gia hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Thụy Điển sẽ được tự do lựa chọn những điểm trong đề xuất của Kiev mà họ muốn thực hiện, chẳng hạn như an ninh lương thực hoặc năng lượng hay trao đổi tù nhân. Ông Kuleba cũng tuyên bố, nước này có thể tham gia kết nối ngoại giao với Nga sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ. Theo Ngoại trưởng Ukraine, Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên sẽ quy tụ các quốc gia muốn giải quyết những vấn đề họ mong muốn, thành lập các nhóm công tác và kế hoạch hành động. Ông Kuliba nhấn mạnh, sau đó giữa các hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất và lần thứ hai, việc liên lạc với Nga có thể diễn ra theo những quy tắc được các bên tham gia đồng ý. Chúng tôi phải đảm bảo Nga không có cơ hội cản trở hội nghị thượng đỉnh hay tiến trình hòa bình như vậy. Trong khi đó, ở chiều đối diện, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, tuyên bố Moscow không có ý định tham gia hội nghị hòa bình do Thụy Sĩ tổ chức về cuộc xung đột ở Ukraine, ngay cả khi được mời chính thức. Bà Zakharova nêu rõ, diễn đàn này sẽ được dành riêng để thúc đẩy công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine, mặc dù các nhà tổ chức Thụy Sĩ thể hiện rằng họ đang tìm kiếm một số điểm chung trong các sáng kiến hòa bình của các quốc gia khác nhau. Phản hồi chính thức trên được đưa ra sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Trung Quốc và Thụy Sĩ đang nỗ lực mời Nga tham gia đàm phán. Mặt khác, bà Zakharova giải thích rằng kế hoạch của Tổng thống Ukraine Zelensky bao gồm một số điều khoản phi thực tế như việc rút binh sĩ Nga về biên giới năm 1991 của Ukraine, buộc Moscow phải chịu trách nhiệm và trả tiền bồi thường, cũng như các điều khoản về lương thực, an toàn hạt nhân, năng lượng, sinh thái và các vấn đề nhân đạo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga lưu ý các yêu cầu cơ bản của Kiev vẫn được giữ nguyên, trong khi lợi ích hợp pháp của Nga đang bị phớt lờ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, vì vậy, hội nghị sắp tới là sự tiếp nối của các cuộc họp theo hình thức Copenhagen, vốn ban đầu gây mất uy tín và giờ đã đi vào ngõ cụt. Nga tin chắc rằng Thụy Sĩ khó có thể đóng vai trò là nền tảng cho các nỗ lực hòa bình khác nhau, vì điều này đòi hỏi phải có một vị thế trung lập mà Bern đã đánh mất. Theo bà Zakharova, tất cả những vấn đề trên khiến việc Nga tham gia vào hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ trên trở nên vô nghĩa, vì bất kể sự kiện được tổ chức theo một, hai hay năm giai đoạn, bản chất kế hoạch hòa bình của Tổng thống Zelensky được các nước phương Tây hậu thuẫn vẫn không thay đổi. Những nước phương Tây ủng hộ Ukraine cho rằng một giải pháp hòa bình chỉ có thể đạt được theo các điều kiện của Kyiv và tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí miễn là cần thiết. Trong khi đó, Nga nhấn mạnh rằng không có khoản viện trợ nước ngoài nào sẽ thay đổi được tiến trình của cuộc xung đột. Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev được tổ chức vào mùa xuân năm 2022, nhưng đã đổ vỡ khi cả hai bên cáo buộc nhau đưa ra những yêu cầu phi thực tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó cho biết phái đoàn Ukraine ban đầu đã đồng ý với một số điều khoản của Nga trong cuộc đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3 năm đó nhưng tiếp theo đã đột ngột từ bỏ thỏa thuận. Điện Kremlin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ vẫn đề ngò các cuộc thảo luận có ý nghĩa và đổ lỗi cho việc chính quyền Ukraine thiếu đột phá ngoại giao. Nga mới đây thông báo tập kích hiệp đồng bằng nhiều vũ khí, trong đó có tên lửa Kinza nhằm vào hạ tầng phòng không và năng lượng Ukraine. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chúng tôi đã thực hiện đòn tập kích hiệp đồng bằng máy bay không người lái UAV và nhiều vũ khí tầm xa chính xác cao phóng từ máy bay, tàu chiến và mặt đất. Trong đó có tên lửa siêu vật âm Kinza nhằm vào các hạ tầng phòng không và năng lượng của quân đội Ukraine. Quân đội Nga không nêu rõ những địa điểm bị tấn công và số lượng vũ khí được huy động, nhưng nhấn mạnh cuộc tập kích đã hoàn thành yêu cầu đề ra và các mục tiêu được chỉ định đã bị đánh trúng. Báo động phòng không trước đó được ban bố trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Ukraine nói rằng hàng loạt tiếng nổ đã vang lên ở tỉnh Elvov, Ivano-Frankivsk và thành phố Khmelnytsky tại miền Tây, cùng tỉnh Chekatsky và Dnipro ở miền Trung. Theo nhà điều hành năng lượng Ukraine, Ukrainego, tên lửa và UAV Nga đã đánh trúng các nhà máy nhiệt điện, thủy điện ở miền Trung và miền Tây nước này, khiến các cơ sở bị hư hại. Ditech, tập đoàn năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine cho biết, ba nhà máy nhiệt điện đã bị tấn công. Tư lệnh không quân Ukraine, ông Mykola Oleschuk cho biết, đòn tập kích của Nga sử dụng 21 tên lửa hành trình KH-101, KH-555 từ oanh tạc cơ chiến lược, ba tên lửa siêu vật âm Kinza, bốn tên lửa hành trình Iskander-K, hai tên lửa đạn đạo Iskander M, 9 tên lửa chiến thuật KH-59 và 60 UAV tự sát kiểu xa 136. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, không quân vũ trụ Nga đã tiến hành cuộc tập kích bằng các loại tên lửa tầm xa chính xác cao, phóng từ máy bay, trong đó có tên lửa siêu vật âm Kinza, nhằm vào loạt trung tâm ra quyết định của lực lượng vũ trang Ukraine, cùng các căn cứ hậu cần, điểm đóng quân tạm thời của đặc nhiệm và lính quân sự tư nhân nước ngoài. Video do Reuters công bố vào thời điểm đó cho thấy hàng loạt vụ nổ và cột khói lớn ở trung tâm thủ đô Kiev cùng một vật thể dường như là tên lửa bị đánh chặn đang lao xuống đất. thị trưởng Kiev Vitali Klitschko nói rằng mảnh vỡ từ tên lửa Nga bị đoán hạ đã rơi xuống nhiều quận nội thành, gây cháy một số tòa nhà và ô tô trên đường phố. Ukraine từng nhiều lần tuyên bố bắn hạ toàn bộ tên lửa sư vượt đơn Kinza của Nga trong các đòn tập kích. tuy nhiên bộ trưởng quốc phòng Nga ông Sergei Shoigu hồi tháng 5 năm 2023 nói rằng Kiev thường xuyên phóng đại quá mức số lượng tên lửa Kinza được sử dụng và nhầm lẫn về chủng loại vũ khí được Moscow triển khai quan chức không quân Ukraine cuối năm 2023 cho biết, lực lượng tác chiến điện tử Nga áp dụng nhiều biện pháp nhằm gây khó cho phòng không, trong đó có phát ra hàng loạt xung điện tử để khiến radar cảnh giới nhận diện chúng là tên lửa siêu vật âm kiên Nga đã mở nhiều đợt tập kích quy mô lớn vào Ukraine từ cuối tháng 12 năm 2023, trong bối cảnh Kiev tăng cường nỗ lực sản xuất vật tư quân sự trong nước để đảm bảo nguồn cung ổn định và bớt phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài, vốn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt và không thể đáp ứng nhu cầu của quân đội nước này. Ford dẫn đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một máy bay chiến đấu được cho là Su-27 của không quân Nga quay tròn trên không và lao xuống biển. Video đăng trên mạng xã hội cho thấy tiêm kích Nga cháy lớn, lật ngửa và xoay vòng trong lúc rơi tự do xuống biển theo phương gần như thẳng đứng. Chiến đấu cơ va chạm mạnh với mặt biển và tạo ra cuồng lừa khổng lồ. Giới chức Crimea thông báo phi công nhảy dù an toàn xuống vùng biển cách bờ khoảng 200 mét và được lực lượng cứu hộ giải cứu. Tài khoản Fighter Bomber của một phi công tiêm kích Nga nói rằng máy bay gặp nạn là chiến đấu cơ hạng nặng Su-27. Theo Fox, vụ việc trên xảy ra ngoài khơi thành phố cảng Sevastopol, bán đảo Crimea. Đây cũng là trường hợp đầu tiên ghi nhận Su-27 của không quân Nga bị bắn hạ kể từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự hồi tháng 2 năm 2022. Ông Mikhail Ravuhayev, thị trưởng Sevastopol cho biết, một máy bay quân sự của không quân Nga gặp sự cố ngoài khơi Sevastopol, phi công đã phóng ghế thoát hiểm. Ông này cũng khẳng định không có hạ tầng dân sự nào dưới mặt đất bị hư hại. Phân tích về vụ việc trên, chuyên gia quân sự Jakub Janowski nói chiếc Su-27 trong sự cố trên bị chính phòng không Nga bắn hạ khi nó hoạt động gần bán đảo Crimea. Tờ Giờ Săn dẫn thông tin đăng tải trên kênh Telegram Military Informant cũng nói rằng, theo một giả thiết, máy bay đã bị hỏa lực phòng không Nga bắn hạ khi có báo động không kích. Trong khi đó, theo tờ Ukraine Pravda của Ukraine ngày 29 tháng 3, các báo cáo chưa được xác nhận cho thấy người Nga đã bắn hạ máy bay chiến đấu Su-27 của chính họ trên Sevastopol. Theo Fox, chiếc Su-27 vừa bị bắn hạ thuộc Trung đoàn Không quân số 38 của Không quân Nga, đóng tại căn cứ Không quân Benbek gần Sevastopol. Dù chỉ cách trên tuyến 400 km và thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công của Ukraine kể từ đầu xung đột đến nay, Trung đoàn 38 chưa để mất bất cứ máy bay Su-27 nào trong các nhiệm vụ chiến đấu. Tuy nhiên, thành tích bất bại của Trung đoàn 38 đã thay đổi khi Ukraine mở rộng các cuộc tấn công bằng tên lửa vào bán đảo Crimea. Trong cuộc tập kích vừa qua, trung đoàn 38 được cho đã mất ít nhất 3 chiếc Su-27, một chiếc bị phá hủy và hai chiếc khác bị hư hại. Hoạt động đáng chú ý nhất của trung đoàn 38 trong kế hoạch cho đến nay là nhiệm vụ xuất kích các máy bay Su-27 để đánh chặn một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của không quân Mỹ hoạt động trên biển đen vào tháng 3 năm 2023. Chiếc Su-27 đã xả nhân liệu vào máy bay không người lái Mỹ trước khi hai bên xảy ra va chạm và làm MQ-9 rơi. Hiện tại, Nga đang tăng cường lực lượng phòng không ở Crimea trong bối cảnh Ukraine gần đây liên tục phóng tên lửa hành trình và máy bay không người lái UAV nhằm vào lực lượng nước này trên bán đảo. Phòng không Nga thông báo ngăn chặn cuộc tập kích hiệp đồng quy mô lớn bằng tên lửa hành trình Storm Shadow, tên lửa diệt hạm Neptune, mồi bẫy ADM-160, MALD và máy bay không người lái UAV cảm tử tầm xa của Ukraine nhằm vào Sevastopol. Nguy cơ bị tập kích thường trực khiến phòng không Nga phải duy trì trạng thái báo động cao và tăng nguy cơ bắn nhầm máy bay đồng đội. Tài khoản Judnis Front ZOV chuyên đăng tư liệu về lực lượng Nga trên Telegram hôm 29 tháng 3 công bố video bom dẫn đường FAB-1500 UMPK tập kích cầu đường sắt thuộc thành phố Kurakhovo, đô thị tiền tuyến do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Donetsk. Video được quay từ máy bay không người lái cho thấy vụ nổ tạo ra cuồng lửa và sóng xung kích trước khi đám khói lớn bốc lên cùng lượng lớn mảnh văng. Chưa rõ cầu có bị sập hoàn toàn hay không, nhưng đòn đánh nhằm vào đoạn cầu trên mặt nước và nối giữa hai giải đất có thể gây khó khăn cho nỗ lực sửa chữa của Ukraine. Tài khoản Yudnis Frank ZOV cho hay, tuyến vận tải qua cầu sẽ bị cản trở đáng kể, hạn chế khả năng chuyển quân, khí tài và nhu yếu phẩm của quân đội Ukraine. Những đòn đánh như vậy nhằm làm suy giảm hiệu quả tác chiến của đối phương ở tiền tuyến. Kurakhovo có dân số hơn 18.000 người trước khi xung đột bùng phát, nằm cách đô thị trọng yếu Marinka mà Nga giành được hồi tháng 12 năm 2023, khoảng 20 km về phía Tây. Đây từng là nơi lực lượng ly khai đồ nhét tổ chức trưng cầu dân Ý hồi năm 2014, nhưng vẫn do Kiev kiểm soát và nằm trong tuyến hậu cần cho quân đội Ukraine tại tỉnh Đô Nhét. Trước đó, trang tin Avia đăng tài đoạn video cho thấy lực lượng Nga cũng sử dụng loại bom này tấn công khu vực nhà máy vật liệu chịu lửa Krasnogorovsky hiện được quân đội Ukraine sử dụng. Cuộc tấn công gây ra một vụ nổ mạnh và tạo thành đám mây bụi bê tông trắng dày đặc. Nhà máy vật liệu chịu lửa Krasnogorovsky ở thành phố Krasnogorovka, vùng Donetsk, được quân đội Ukraine sử dụng làm doanh trại, kho đạn và nơi tập kết xe bọc thép. Được biết, bom dẫn đường FAB-1500 nặng 1,5 tấn nhưng có tới gần một nửa trọng lượng chứa chất nổ uy lực lớn. Loại bom này có thể phóng từ máy bay chiến đấu ở khoảng cách từ 60 đến 70 km, nằm ngoài tầm bắn của nhiều hệ thống phòng không Ukraine. Chuyên gia từng viết về quá trình phát triển bom cho tạp chí The Warzone, Joseph thích cho biết, Loại bom này đóng vai trò như một phương án tấn công tầm xa mới và mang lại sức tàn phá cao hơn nhiều cho nhiều máy bay chiến thuật của Nga, đồng thời giúp phi công tránh xa hệ thống phòng thủ của kẻ địch. Một người lính thuộc lữ đoàn di động số 46 của Ukraine đang hoạt động tại thị trấn Tiền tuyến, Krasnohorovka ở Donetsk chia sẻ với hãng tin CNN. Trước đây chúng tôi chỉ bị pháo kích, nhưng giờ đây Nga muốn giành kiểm soát thị trấn một cách quyết liệt hơn và bắt đầu sử dụng các khí tài của lực lượng không quân, đặc biệt là B-1500. Tại sao họ lại sử dụng FAB 1500? Vì mức độ thiệt hại do nó gây ra là rất nghiêm trọng, kể cả khi sống sót. Nó gây áp lực rất lớn lên tinh thần của binh sĩ, không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Mặc dù hiện tại họ ít nhiều đã quen với FAB 500, nhưng nó vẫn là một thứ vũ khí khủng khiếp. FAB 1500 là loại mạnh nhất trong dòng bom không dẫn đường thời Liên Xô, hiện được chuyển đổi tại một nhà máy gần Moscow thành phiên bản bom dẫn đường. Trung tâm giải pháp các phương tiện không người lái tích hợp một nhà sản xuất UAV của Nga, được biết tới với việc phát triển dòng UAV đa năng Joker, đã tạo ra một mẫu máy bay không người lái mới có tên Joker 10. UAV này được quân đội Nga sử dụng trên chiến trường Ukraine, có tải trọng lên tới 5 kg và tốc độ bay khoảng 100 km một giờ khi chở hết công suất hoặc 200 km một giờ khi không tải. Loại máy bay không người lái này sở hữu những giải pháp thiết kế độc đáo, cho phép nó ngủ đông trong khi đang nằm chờ tới một tháng trước khi được kích hoạt từ xa. Tổng Giám đốc Dmitry Kuzyakin nói với Sputnik, máy bay không người lái của chúng tôi được trang bị hai tính năng quan trọng. Đầu tiên là bộ phận ngủ đông, cho phép những người điều khiển bật hoặc tắt nó từ xa. Điều này tức là không chỉ tắt, mở động cơ, mà còn tắt hoàn toàn nguồn điện cung cấp cho thiết bị. Về cơ bản, nó giống như giúp pin ra khỏi UAV. Ông Dmitry Kuzyakin giải thích, máy bay không người lái này có thể chờ phóng tới một tuần vào mùa đông và một tháng vào mùa hè, đồng thời nói thêm, đây là UAV có khả năng chống mưa và tuyết. Trong chế độ ngủ đông, UAV có thể trao đổi với những người vận hành qua các phương tiện thụ động. Ông cho hay, nó thụ động, thực tế là không có việc phát ra sóng vô tuyến, do đó rất khó phát hiện trong quá trình ngủ đông. Khả năng đưa UAV ra khỏi chế độ ngủ đông từ xa cho phép những người điều khiển đặt các UAV Joker 10 đang ngủ ở khu vực tiền tuyến và rời đi mà không bị các đơn vị tình báo điện tử của Ukraine phát hiện. Điều này có nghĩa là vào thời điểm máy bay không người lái được bật, những người điều khiển sẽ không ở vị trí mà đối phương có thể thu thập được bất kỳ tín hiệu vô tuyến nào. Nếu cần thiết, UAV có thể bay đến khu vực chờ và tắt từ xa. Cải tiến thứ hai ở Joker 10 được ông Kusyakin đề cập là hệ thống ngòi nổ điện tử mà theo ông có thể phá hủy nó từ xa và ngăn nó rơi vào tay đối thủ. Ông Yakin nói: Cho đến nay, đối phương vẫn chưa chạm tay vào một chiếc máy bay không người lái nào của chúng tôi bởi nó được đảm bảo kích hoạt bằng đồng hồ hẹn giờ hoặc theo lệnh của người điều khiển. Nó cũng sẽ nổ tung nếu ai đó cố gắng phá hủy hoặc cắt dây điện của nó. Trung tâm giải pháp các phương tiện không người lái tích hợp đã công bố dòng máy bay không người lái FPV Joker vào tháng 5 năm ngoái, lấy ý tưởng từ máy bay không người lái thể thao thương mại cũng như công nghệ UAV của phương Tây được quân đội Ukraine triển khai để tạo nên một dòng máy bay không người lái phổ quát cho các hoạt động từ trinh sát đến khai thác mỏ, tấn công cảm tử và vận chuyển thiết bị chuyên dụng. Tất cả các UAV dòng Joker đều có cấu hình phần lõi được tiêu chuẩn hóa và hệ thống gắn tải trọng để dễ dàng vận hành. Khác nhau chủ yếu về đặc điểm trọng lượng và tải trọng. Joker có thể là bất cứ thứ gì giống như tên lá bài của nó, ông Kuzniakin nói trong một cuộc phỏng vấn truyền thông vào tháng 5 năm ngoái. Vào tháng 1 năm 2024, công ty đã tiết lộ những nỗ lực phát triển một loạt hệ thống dẫn đường quang học để biến đạn tuần kích Loitering Munition thành vũ khí trên không dẫn đường tự động, đồng thời cho biết chúng đang được thử nghiệm trong vùng xung đột và nhắm vào mọi thứ từ các mục tiêu đứng yên đến các mục tiêu đang di chuyển và thậm chí cả các mục tiêu trên không. Giới chức Ukraine mới đây cho biết đã phát triển một loại đầu nổ xuyên tự định hình, EFP, có thể tích hợp với thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ, góc nhìn thứ nhất, drone FPV. EFP là vũ khí ứng dụng nguyên lý nổ lõm, gồm một đoạn ống kim loại cỡ lớn được hàn kín một đầu và nhồi đầy thuốc nổ. Đầu ống còn lại hướng về mục tiêu, được lắp một đĩa kim loại lõm thường làm từ thép hoặc đồng. Khi drone gắn đầu nổ này lao vào thiết giáp, khối thuốc nổ sẽ kích hoạt, biến đĩa kim loại lõm phía trước thành một đầu đạn lao đi với tốc độ khoảng 6.500 km h đủ sức xuyên phá lớp giáp của các phương tiện quân sự bọc thép như thiết giáp chở quân, xe chiến đấu bộ binh và pháo tự hành. Chuyên gia quân sự David Hambling của Fox cho biết, EFP có khoảng cách sát thương xa hơn nhiều so với loại đầu đạn chống tăng nổ lõm hiện nay trên drone FPV giúp tổ vận hành Ukraine có thể tăng hiệu quả tập kích mục tiêu. EFB còn có khả năng xuyên qua giáp lồng hoặc lưới thép thường được dùng để bảo vệ phương tiện chiến đấu khỏi drone, ông cho hay. Bộ trưởng chuyển đổi số Ukraine Mikhailo Fedorov, người đứng đầu chương trình drone của Kiev, đã nhận định khí tài này đôi khi hoạt động hiệu quả hơn pháo binh. Tuy nhiên, drone thường giảm hiệu quả tập kích khi xe tăng, xe bọc thép của đối phương gắn giáp lồng hoặc lưới thép, khiến nó không áp sát đủ gần để tiêu diệt mục tiêu. Ngoài AFP, hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy lực lượng Ukraine gần đây bắt đầu sử dụng mìn định hướng dạng Claymore làm đầu đạn cho drone FPV, giúp tăng hiệu quả tập kích khi nhắm mục tiêu vào bộ binh, vốn được coi là mục tiêu khó nhằn với drone FPV dùng đạn RPG truyền thống. Kiev cũng đang đẩy mạnh dây chuyền sản xuất drone trong bối cảnh Ukraine đang khan hiếm đạn dược, đặc biệt là đạn pháo 155mm do nguồn cung từ phương Tây sụt giảm. Drone được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine có thể phần nào giảm bớt sự phụ thuộc vào pháo binh trên chiến trường không chỉ xe tăng, xe bọc thép và các phương tiện vận tải được trang bị lồng đối phó, mà ngay cả tàu ngầm hạt nhân cũng được quân đội Nga thiết kế giáp lồng. Mới đầy nhất, những hình ảnh đầu tiên cho thấy tàu ngầm hạt nhân lớp Delta 4 của Nga cũng được trang bị những chiếc lồng bảo vệ như vậy. Sự xuất hiện này càng chứng tỏ rằng những chiếc máy bay không người lái cỡ nhỏ với giá rẻ nhưng có thể gây thiệt hại tới hàng chục triệu đô la Mỹ và khiến cho cả những cường quốc quân sự như Nga phải e ngại. Dù được trang bị lồng, nhưng tàu chiến và tàu ngầm vẫn rất dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và dường như không có biện pháp phòng thủ hiệu quả nào chống lại chúng. Tàu ngầm được nhắc đến là Tula, một loại tàu ngầm hạt nhân của Nga, thuộc hạm đội phương Bắc. Giới quan sát quân sự đã đặt ra nhiều câu hỏi rằng chiếc lồng có ảnh hưởng gì đến khả năng hoạt động của tàu ngầm? Cấu trúc của chiếc lồng có thể chịu được áp lực của nước biển ở độ sâu lớn không? Hay chiếc lồng sẽ được dỡ bỏ trước khi tàu ngầm lặn xuống? Nếu vậy, chiếc lồng có thể được thiết kế để dễ dàng triển khai hoặc thu lại. Một số chuyên gia cho rằng đây có thể là một loại mái che để bảo vệ các sĩ quan giám sát xung quanh khi tàu ngầm nổi lên. Từ thực tiễn cuộc xung đột ở Ukraine, và thời gian đầu khi mới xuất hiện, những chiếc lồng bảo vệ từng bị chế giễu và cho rằng chúng vô giá trị. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cả hai bên tham chiến đều triển khai lồng bảo vệ trên rất nhiều các phương tiện chiến đấu của mình. Ý tưởng này thậm chí còn lan đến Israel, nơi những chiếc xe tăng Merkava đầu tiên có lồng chiến tháp pháo xuất hiện gần một tháng sau cuộc xung đột ở giải Gaza. Tại một trong những cuộc triển lãm quân sự gần đây ở Moscow, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã trưng bày hàng loạt phương tiện chiến đấu và vận tải bọc thép với kết cấu lồng được sản xuất hàng loạt. Điều này cho thấy rằng những chiếc lồng chống UAV đang ngày càng trở nên phổ biến và là một biện pháp đối phó mang lại hiệu quả trên chiến trường. Nga vừa qua đăng video tháo rỡ tên lửa hành trình Storm Shadow sau khi thu được vũ khí có tầm bắn xa nhất trong biên chế quân đội Ukraine. Một chuyên gia Nga nói trong video do Erya Novosti đăng ngày 29 tháng 3 khi tháo một tên lửa hành trình Storm Shadow thu được của Ukraine. Chúng tôi đang nghiên cứu của đạn Storm Shadow và công nghệ có thể vô hiệu hóa nó. Đây là lần đầu tiên Moscow công bố video mổ xẻ mẫu tên lửa này từ đầu xung đột. Tên lửa còn khá nguyên vẹn, cho thấy nó dường như bị đánh chặn bởi hệ thống tác chiến điện tử hoặc rơi vì sự cố kỹ thuật. Chuyên gia Nga cho hay, đôi khi hệ thống phòng không không phá hủy tên lửa mà làm nó rơi xuống đất và không gây hư hại cho đầu đạn. Trong video, chuyên gia Nga dùng dụng cụ chuyên dụng để tháo rời quả tên lửa, cho thấy một số bộ phận như tấm chắn mũi, ngòi nổ, đầu đạn, cánh nâng bị hư hỏng một phần, thuốc nổ, cánh của thiết bị nén áp suất thấp cùng nhiều linh kiện nhỏ khác. Ký hiệu phần cứng của quả đạn cũng xuất hiện trong video. Chuyên gia Nga cho hay, chúng tôi nghiên cứu chi tiết cách thức hoạt động của quả đạn. Các tên lửa của Ukraine liên tục được cải tiến, song hệ thống phòng không của Nga cũng thường xuyên được nâng cấp, do chúng tôi đã nắm được một số bộ phận và thuật toán hoạt động nhất định của khí tài đối phương. Theo vị chuyên gia này, dữ liệu thu được từ quá trình mổ xẻ tên lửa Storm Shadow sẽ được chuyển cho các cơ quan và trung tâm huấn luyện có nhu cầu. Tên lửa hành trình Storm Shadow gây chú ý nhờ khả năng tàng hình ưu việt, hệ thống dẫn đường tiên tiến, sử dụng AI và đầu đạn hai tầng có thể phá hủy bom kè. Storm Shadow là tên lửa hành trình do liên doanh Matra của Pháp và British Aerospace của Anh hợp tác phát triển vào năm 1994, biên chế cho không quân Pháp và Anh vào năm 2002. Storm Shadow cùng với tên lửa hành trình phóng từ trên không KEPD-350 của Đức, được cho là có sức mạnh tương đương với tên lửa Tomahawk của Mỹ. Storm Shadow không sử dụng bất kỳ thông tin nào do máy bay mang tên lửa cung cấp, ngay cả trước hoặc sau khi phóng. Thay vào đó, nó được lập trình sẵn để bay theo các điểm tham chiếu đến vị trí của mục tiêu bằng cách sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính hỗ trợ GPS và hệ thống so sánh đường viền địa hình. Thông thường, nó chỉ bay ở độ cao từ 30 đến 40 m so với mặt đất để tránh bị radar của đối phương phát hiện. Tên lửa Storm Shadow có thể bay với tốc độ cận âm nhờ được trang bị hệ thống động cơ phản lực Turbomeca Microtubo TRI6030 giúp tạo ra lực đẩy 5,4 kN. Shadow có khả năng tàng hình ưu việt vì được làm bằng vật liệu hấp thụ sóng radar và có hình dạng khí động học đặc biệt. Một khi đến gần mục tiêu, tên lửa sẽ lao lên trên, bật phần mũi hình nón và sử dụng cảm biến hồng ngoại bên trong để quét mặt đất phía bên dưới nhằm tìm kiếm bất cứ thứ gì có hình dạng giống với hình ảnh vệ tinh của mục tiêu được tải sẵn trong bộ nhớ bằng công nghệ điều khiển AI, được gọi là hệ thống so sánh điện tử quang học, DSMAC Digital Science Matching Area Correlator. Nếu xác định đúng mục tiêu, tên lửa sẽ lựa chọn điểm tác động để tiêu diệt với độ chính xác cao. Storm Shadow sử dụng đầu đạn Broad do BAE System phát triển, rất hiệu quả khi phá hủy các mục tiêu kiên cố như bong ke hay cơ sở lưu trữ dưới lòng đất. Storm Shadow lần đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu là vào năm 2003 trên chiến trường Iraq. Thời điểm đó, nó được phóng từ máy bay chiến đấu Tornado. Vào giữa những năm 2010, Anh và Pháp cũng đã sử dụng tên lửa chống lại IS ở Iraq và Syria. Dự kiến vào tháng 7 tới, Ukraine sẽ nhận khoảng 6 máy bay F-16 đầu tiên trong số 45 chiếc mà các nước phương Tây đã cam kết cung cấp. Việc bàn giao bị trì hoãn do thời gian đào tạo phi công kéo dài hơn kế hoạch và những khó khăn trong việc tìm căn cứ phù hợp cho loại tiêm kích này. Trong chuyến thăm các phi công quân sự ở Tver vừa qua, Tổng thống Nga Putin tuyên bố Nga sẽ bắn hạ F-16 giống như đã tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị khác, bao gồm cả bệ phóng tên lửa. Ông Putin cũng nhấn mạnh Nga cần phải tính đến khả năng F-16 mang vũ khí hạt nhân. Các nhà phân tích quân sự đã nhiều lần cảnh báo về những nguy hiểm mà các phi công Ukraine sẽ phải đối mặt khi điều khiển máy bay F-16 chống lại Nga. Nikolai Borykhin, chuyên gia quân sự hàng đầu về lĩnh vực hàng không của Nga, đồng tình với đánh giá của Tổng thống Putin về số phận những chiếc F-16 có thể gặp phải nếu chúng được đưa đến Ukraine. Ông nói với Sputnik, chúng không có thể thay đổi bất cứ điều gì vì những loại máy bay này đã khá cũ. Nó đã rất quen thuộc với Nga, các phương tiện tác chiến điện tử mà nó sử dụng đều không có gì xa lạ. Nga có một loạt vũ khí chống lại nó, cả không đối không và đất đối không. Các vũ khí không đối không mà Nga có thể sử dụng để đối phó F16 bao gồm tên lửa tầm ngắn R73 và R77, tầm bắn từ 40 đến 160 km. Tên lửa tầm trung R27, tầm bắn lên tới 170 km. Tên lửa tầm xa tầm bắn R33, biến thể mới nhất có thể bay tới 304 km. Và tên lửa siêu thanh ngoài tầm nhìn R37 tầm bắn từ 150 đến 400 km, tốc độ tối đa mét 6. Hệ thống phòng thủ trên mặt đất của Nga có tên lửa dẫn đường hồng ngoại 9K333 V3, tầm bắn tối đa 4,5 km. Tên lửa siêu thanh 2 tầng dẫn đường bằng laser 9M337 Sosnar, tầm bắn tối đa 10 km. Hệ thống Panzer, tầm bắn 20 km khi sử dụng tên lửa Hermes K và 57E6. Hệ thống tên lửa di động 2K12 Coupe, tầm bắn lên tới 25 km Ngoài ra cũng phải kể đến các hệ thống tên lửa S200, S300, S350, S400 và S500. Các hệ thống này có thể phóng tên lửa bắn trúng mục tiêu cách xa từ 200 đến 600 km, vượt tầm bắn của bất kỳ loại vũ khí hiện có nào trên F16. Ông Butrykhy nói, các lực lượng của Nga đều có tên lửa với tầm bắn cũng không kém gì tên lửa không đối không của F16. Nga có các tổ hợp trên mặt đất, thậm chí cả tổ hợp S200 cũ cũng có thể dễ dàng tấn công F16, chứ chưa nói đến S300, S400 hiện đại hơn và các hệ thống khác như các biến thể của hệ thống bắc Ông Badrykhin nói thêm, nói cách khác, Nga có rất nhiều hệ thống phòng không có khả năng bắn hạ một số lượng đáng kể những máy bay này, ngay cả khi chúng tấn công đồng thời. Theo ông Badrykhin, mối đe dọa thực tế duy nhất mà F-16 có thể gây ra cho Nga là nó được sử dụng như một phương tiện mang tên lửa thực hiện nhiệm vụ cảm tử. Theo ông, để chống lại mối đe dọa này, lực lượng phòng không và không quân Nga sẽ phải theo dõi các máy bay F-16 ngay từ thời điểm nó cất cánh và khi chúng đạt được độ cao thích hợp, thông thường là trên 3.000 mét đối với những lo ngại mà Tổng thống Putin và trước đó là Ngoại trưởng Sergei Lavrov bày tỏ rằng F-16 có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Ông Bodrykin cho hay, thực tế đúng là như vậy. Tuy nhiên, Kiev và các nước phương Tây sẽ không làm như vậy vì điều đó có thể khiến cuộc khủng hoảng Ukraine gia tăng căng thẳng thành xung đột trực tiếp Nga-NATO và khiến Moscow phải phản ứng tương xứng. Thủ tướng Donald Trump thông báo rằng Bà Lan Ukraine sắp đạt được thỏa thuận về nhập khẩu nông sản sau khi các cuộc đàm phán liên chính phủ ở Warsaw ngày 28 tháng 3 kết thúc mà chưa thể giải quyết được vấn đề khiến nông dân bức xúc. Trên thực tế, việc thu hẹp khoảng cách giữa các quan điểm về nhập khẩu nông sản Ukraine giá rẻ, vấn đề chính đang khiến căng thẳng gia tăng trong quan hệ giữa hai đồng minh, không chỉ phụ thuộc vào ý chí chính trị của hai chính phủ mà còn phụ thuộc vào quyền lợi của nông dân hai nước. Căng thẳng kéo dài từ nhiều tháng qua, nông dân Ba Lan đã chặn các ngã đường cao tốc và các cửa khẩu biên giới với Ukraine, đồng thời khiến Kiev phải tức giận bởi những hành động quá khích đổ vô số ngũ cốc của Ukraine xuống đường dây xe lửa và yêu cầu tái áp dụng thuế hải quan đối với nông sản nhập khẩu từ Ukraine, vốn đã được EU miễn thuế sau khi xung đột quân sự với Nga khởi phát từ năm 2022. Nông dân Ba Lan giữ quan điểm, những đồng nghiệp của họ đang tràn ngập châu Âu với hàng nhập khẩu giá rẻ, khiến họ không thể cạnh tranh và phần lớn ngũ cốc được cho là vận chuyển qua Ba Lan nhưng sẽ được tiêu thụ trên thị trường nội địa nước này. Đáp lại, Kiev cáo buộc các cuộc biểu tình của nông dân Ba Lan đang gây tổn hại cho nền kinh tế nước này và các nỗ lực chống lại kế hoạch quân sự của Nga. Họ cũng khẳng định chỉ một phần nhỏ ngũ cốc xuất khẩu được vận chuyển qua Ba Lan. Chúng tôi đang tiến gần đến một giải pháp, Thủ tướng Tức nói trong họp báo diễn ra sau cuộc họp liên chính phủ Ba Lan-Ukraine. Số lượng nông sản Ukraine có thể chảy vào Ba Lan đang được bàn tới. Một khi xác định được, chúng tôi gần như đảm bảo rằng quá trình vận chuyển không làm ảnh hưởng đến thị trường Ba Lan. Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Smihan cho biết các cuộc đàm phán cực kỳ mang tính xây dựng và chuyên sâu tôi có thể nói rằng chúng tôi chắc chắn đã đạt được tiến bộ trong nỗ lực dỡ bỏ phong tỏa ở biên giới. Trên thực tế, Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan, Zeslow Siekielski tiết lộ, các cuộc đàm phán tập trung vào hệ thống cấp phép xuất khẩu, nhưng hiện vẫn có những khác biệt về phạm vi sản phẩm được cấp phép. Còn Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mikola Solsky không đề cập cụ thể về nội dung, cho biết các cuộc thảo luận với Ba Lan phức tạp nhưng thẳng thắn. Ông Mikola Solsky tiết lộ, chúng tôi đã thảo luận về các giải pháp sẽ sớm được công bố nhưng vấn đề này hiện gây khó khăn cho tất cả các bên và cần thêm thời gian. Đề cập căng thẳng Ba Lan Ukraina liên quan nông sản giá rẻ, một bài phân tích của tờ Politico bình luận, tổng thống Nga Putin là người chiến thắng duy nhất trong xung đột thương mại giữa hai đồng minh bằng một thứ vũ khí bí ẩn. Và khi Warsaw lung túng trong việc giải quyết mối quan hệ với Kiev, tức là ông chủ điện Kremlin đã dự đoán đúng sức mạnh của Nga là nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới và biết cách sử dụng nó để cô lập Ukraina. Trên thực tế, các cuộc biểu tình của nông dân ở biên giới gây chia rẽ quan hệ Ba Lan Ukraina và đặt ra tình thế khó xử đối với thủ tướng Donald Tusk, người tự coi là đồng minh lớn nhất của Kiev trong xung đột với Nga, nhưng cũng không thể giả vờ thờ ơ với quyền lợi và nguyện vọng của nông dân nước mình. Trong khi đó, giới truyền thông Ukraina phản ánh rằng Warsaw phong tỏa đồng minh Kiev nhưng vẫn mua nông sản từ Nga trị giá hàng triệu euro mà không bị ngăn cản. Theo nhà báo điều tra người Ukraina Mikhailo Tekach, hồi cuối tháng 2, Tại biên giới Ba Lan với Belarus, ông vẫn ghi hình được những chiếc xe tải chở đầy ngũ cốc Nga tự do đi vào EU. Tại một cuộc họp mới đây tại Moscow, sau chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 15 đến 17 tháng 3, ông Putin tự hào thông báo về thành công của những người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Họ đã làm được một việc đáng kinh ngạc. Chúng tôi thậm chí không thể nghĩ rằng xuất khẩu nông sản có thể vượt gấp nhiều lần xuất khẩu vũ khí. Giới quan sát bình luận, Nga đang sử dụng nguồn hàng xuất khẩu khổng lồ của mình để kéo giá ngũ cốc quốc tế xuống từ đó đẩy giá ở toàn thị trường EU xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020. Điều đó khiến nông dân Ba Lan thu được ít lợi nhuận hơn nhiều khi bán sản phẩm của mình. Tuy nhiên, thay vì đổ lỗi cho Moscow, mọi tức giận của họ đều hướng sang Kiev. Không quân Italia cho biết đã chặn hai máy bay không xác định trên vùng biển quốc tế ở biển Baltic. Theo hai nguồn tin quốc phòng ở Roma, các máy bay bị chặn là máy bay Nga. Theo hãng tin Reuters, tuyên bố từ không quân Italia hôm 29 tháng 3 cho hay Hai vụ đánh chặn xảy ra vào sáng ngày 28 và 29 tháng 3 do các tiêm kích Eurofighter Typhoon của Italia tại căn cứ Manbox của Ba Lan thực hiện. Đây là một phần trong sứ mệnh kiểm soát trên không của NATO. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các máy bay quân sự của Italia đã quay trở lại căn cứ Ba Lan. Thông tin chi tiết về vụ việc không được công bố. Hai nguồn tin quốc phòng tiết lộ, radar đã phát hiện các máy bay Nga nhưng không phản hồi tín hiệu radio và yêu cầu liên lạc. Ba nước cộng hòa tại khu vực Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia không có máy bay chiến đấu riêng. Do đó kể từ năm 2004, các đồng minh của ba quốc gia này trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã luân phiên cử lực lượng không quân tới bảo vệ không phận Baltic. Nhiệm vụ chính của các máy bay chiến đấu được NATO cử tới khu vực là làm rõ các máy bay không xác định, bao gồm cả máy bay quân sự và máy bay của hàng không dân dụng xuất hiện trên không phận Baltic và không liên lạc được với bộ phận kiểm soát không lưu vì những lý do khác nhau. Theo hãng tin Reuters, máy bay quân sự Nga thường xuyên bay từ lục địa Nga đến Kaliningrad, vùng lãnh thổ thuộc Nga ở Viễn Tây, hoàn toàn tách biệt và không có chung đường biên giới với Nga và ngược lại. Điều này có nghĩa là những cuộc chạm trán như thế này diễn ra khá thường xuyên trong khu vực. Theo hãng tin AFP, các máy bay quân sự Nga đã nhiều lần đi lạc vào không phận trên biển Baltic trong thời gian gần đây. Trong khi đó, ngay khi trở thành thành viên NATO, Thụy Điển cũng cho phép liên minh tiếp cận Gotland, một hòn đảo ở biển Baltic, nằm gần biên giới vùng Kaliningrad của Nga. Theo Thủ tướng Thụy Điển, Úc Christensen bảo vệ Gotland là điều hiển nhiên mà Thụy Điển thảo luận với các đồng minh NATO mới. Nhà lãnh đạo này nói thêm, sự hiện diện của quân đội Thụy Điển trên đảo Gotland là khá nhỏ. Gotland nằm cách biên giới Kaliningrad khoảng 300 km, nơi có hạm đội Baltic của Nga. Hòn đảo này đóng vai trò là trung tâm chiến lược để kiểm soát biển Baltic, nơi cũng giáp với thành phố lớn thứ hai của Nga là Saint Petersburg. Ngoại trưởng Latvia Kristjanis Karin hồi tuần trước nói với tờ Financial Times rằng việc Gotland và Thụy Điển gia nhập NATO sẽ thay đổi toàn bộ tính toán. Điều đó có nghĩa là quyền kiểm soát chiến lược biển Baltic sẽ thuộc về NATO. Đó là một việc mà Nga hiểu rất rõ. Trong những tháng gần đây, NATO đã có những động thái nhằm tăng cường an ninh dọc biên giới phía đông, đặc biệt là tập trung vào việc tăng cường phòng thủ ở những nước Baltic. Một số nước châu Âu đã bày tỏ lo ngại rằng Nga có thể tìm cách tấn công các nước vùng Baltic như Litva, Latvia và Estonia trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, Moscow phủ nhận mọi ý định trong ngòi xung đột lớn hơn với khối phương Tây. Hồi tháng 2 năm nay, hàng chục nghìn người đã đổ xuống đường tham gia các cuộc biểu tình ở hai thành phố lớn Hamburg và Dresden phản đối đảng cực hiếu sự lựa chọn vì nước Đức FAD trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối phe cực hiếu tiếp diễn tại nước này. Tại thời điểm diễn ra cuộc biểu tình, các nhà tổ chức ước tính có khoảng 50.000 người tham gia cuộc biểu tình lớn nhất tại Hamburg, miền Bắc nước Đức, trong khi ở Dresden, ước tính khoảng 20.000 người tập trung tại thành phố thủ phủ của bang miền đông Saxon này. Làn sóng biểu tình tới Đức diễn ra sau khi một báo cáo điều tra tiết lộ những phần tử cực đoan cánh hữu đã gặp nhau năm ngoái để thảo luận về việc trục xuất hàng triệu người nhập cư, thậm chí cả những người có nguồn gốc di cư. Một số thành viên của AFD có mặt tại cuộc họp báo. Ngoài hai thành phố lớn trên, các nhà tổ chức còn kêu gọi tiến hành biểu tình ở những thành phố gần Dresden như và Paunzen, Gullis và Meissen. AFD đảng có tư tưởng hoài nghi châu Âu, được thành lập năm 2013 và lần đầu tiên có chân trong Quốc hội Đức năm 2017. Kết quả một cuộc thăm dò trên toàn quốc hội đầu năm cho thấy, AFD ở vị trí thứ hai với tỷ lệ ủng hộ 23%, cao hơn nhiều so với mức 10,3% mà đảng này giành được trong cuộc bầu cử liên bang gần đây nhất vào năm 2021. Sau khi thông tin điều tra nói trên được tiết lộ, tỷ lệ ủng hộ AFD sụt giảm mạnh. Bà Sabine Thunke, 59 tuổi, đã theo dõi sự trỗi dậy của đảng cực hữu sự lựa chọn vì nước đức afd với tâm trạng bất an khi nghe tin các chính trị gia của afd đang thảo luận về kế hoạch trục xuất hàng triệu người khỏi nước đức bà cảm thấy mình cần phải hành động bà thôn kê nói tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những ý tưởng vô nhân đạo như vậy sẽ xuất hiện ở nước đức một lần nữa tôi nghĩ chúng tôi đã học được nhiều điều từ quá khứ giống như bà thôn kê nhiều người đức tin rằng đất nước của họ sẽ không còn chủ nghĩa dân tộc cực đoan và phân biệt chủng tộc sau quá khứ đầy ám ảnh với đức quốc xã nhưng họ đã sai nếu Đức tổ chức bầu cử ngay bây giờ, AFD sẽ là đảng giành được số phiếu ủng hộ lớn thứ hai, theo các cuộc thăm dò. Đặc biệt, đảng cực hữu này nhận được ủng hộ rất lớn ở các bang miền đông kém thịnh vượng hơn của Đức. Sự trỗi dậy của AFD được thúc đẩy bởi làn sóng phẫn nộ về tình trạng lạm phát và làn sóng nhập cư gia tăng ở Đức. Liên minh châu Âu EU đã tiếp nhận 1,1 triệu đơn xin tị nạn vào năm 2023, mức cao nhất kể từ năm 2015, trong đó 330.000 xin vào Đức, chủ yếu đến từ Syria, Afghanistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Đức cũng đã tiếp nhận hơn 1 triệu người Ukraine chạy trốn xung đột. Nhiều cử tri ở Đức và trên khắp châu Âu ngày càng ủng hộ các đảng dân tộc cực hữu. Những người tuyên bố sẽ hạn chế nhập cư, trục xuất người tị nạn và có thể hạn chế cả các quyền tự do dân chủ về tôn giáo, ngôn luận hoặc biểu tình. Các nhóm này đang lớn dần ở Pháp, Italia, Hà Lan và Áo. Bà Thôn Kê cho biết, phe cực hữu ngày nay sử dụng các chiến thuật tương tự thời Hitler để gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dân, nhằm giành được lòng tin và phiếu bầu của họ. Đảng cực hữu AFD thực sự thu hút nam giới Đức với khoảng 2 phần 3 cử tri ủng hộ là nam. Số cử tri trẻ tuổi ủng hộ đảng cũng ngày một tăng. Trong các cuộc bầu cử cấp bang ở Hesse và Bavaria hồi tháng 10 năm ngoái, AFD đã nhận được ủng hộ lớn trong nhóm cử tri dưới 24 tuổi. Đảng này cũng được hưởng lợi khi cử tri tỏ ra thất vọng đối với Thủ tướng Olaf Scholz. Chính phủ của ông lên nắm quyền hơn 2 năm trước với chương trình nghị sự tiến bộ và hiện đại hóa, song bây giờ bị nhiều người coi là gây rối loạn và không có năng lực. Trước sự phẫn nộ của dư luận, các lãnh đạo AFD tìm cách phủ nhận liên quan, nói rằng họ không tham gia tổ chức hoặc tài trợ sự kiện này, cũng như không chịu trách nhiệm về những gì được thảo luận và thành phần tham dự. Tuy nhiên, hàng triệu người Đức đã biểu tình với các khẩu hiệu như chống thù hận, không để quá khứ lặp lại hoặc bảo vệ nền dân chủ. Bộ Nội vụ Đức cho biết hơn 2,4 triệu người đã tham gia các cuộc biểu tình chống AFD từ giữa tháng 1. Ngày 29 tháng 3, cảnh sát Malaysia cho biết đã bắt giữ một người đàn ông Israel mang theo 6 khẩu súng tại khách sạn Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Người này bị tình nghi là điệp viên của Israel. Trao đổi với báo giới, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Rajarudin Hussain cho biết nghi phạm 36 tuổi nêu trên được cho là đã di chuyển từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, nhập cảnh vào Malaysia bằng hộ chiếu Pháp giả vào ngày 12 tháng 3. Trong cuộc bắt giữ, cảnh sát phát hiện người này mang theo 6 khẩu súng ngắn 3 trong số đó đã nạp đạn đầy đủ và 200 viên đạn khác. Đối tượng đã giao nộp hộ chiếu Israel khi bị cảnh sát thẩm vấn. Cảnh sát đang điều tra khả năng đối tượng này là nhân viên tình báo Israel. Malaysia, một quốc gia có đa số người theo đạo hồi, là nước duy trì sự ủng hộ đối với người Palestine và đã chỉ trích hành động của Israel trong cuộc xung đột ở Gaza. Năm 2018, một nhà khoa học người Palestine đã bị hai người đàn ông không rõ danh tính ám sát ở thủ đô của Malaysia trong vụ án mà phong trào Hồi giáo Hamas cáo buộc do cơ quan tình báo Mossad của Israel thực hiện. Israel khi đó phủ nhận cáo buộc. Trước đó, hồi tháng 1 năm 2024, phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas thông báo Israel đã ám sát ba quan chức cấp cao của tổ chức này trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một tòa nhà ở ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban. Hamas cho biết, ông Saleh al-Arouri, phó chủ tịch văn phòng chính trị của tổ chức này, cùng hai thủ lĩnh của lữ đoàn al qassam cánh quân sự của Hamas, đã thiệt mạng sau một cuộc tấn công do Israel thực hiện bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà ở ngoại ô phía nam thủ đô Beirut. Một thành viên của văn phòng chính trị Hamas đã lên án đây là vụ ám sát hèn nhát nhằm vào các nhà lãnh đạo và biểu tượng của người dân Palestine ở trong và ngoài đất nước, đồng thời khẳng định những hành động này sẽ không thể làm suy giảm ý chí và sự kiên định của người Palestine. Về phần mình, Thủ tướng tạm quyền Liban Najib Mikati cho rằng vụ tấn công ở vùng ngoại ô phía nam Beirut là tội ác của Israel nhằm đưa Liban vào một giai đoạn đối đầu mới sau các cuộc tấn công đang diễn ra hàng ngày ở miền nam, dẫn đến một số lượng lớn người thiệt mạng và bị thương. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc, Gilad Edan, đã chúc mừng quân đội Israel, các cơ quan an ninh và tình báo nước này liên quan vụ ám sát thủ lĩnh cấp cao al arori của phong trào Hamas. Ngược lại, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã yêu cầu các bộ trưởng không bình luận về vấn đề này. Ông al là quan chức cấp cao trong văn phòng chính trị của Hamas, nhưng ông cũng nổi tiếng vì sự tham gia tích cực vào các vấn đề quân sự của tổ chức này. Truyền thông khu vực cảnh báo vụ ám sát ông al thủ lĩnh cấp cao của Hamas, có thể dẫn đến sự thay đổi tình hình trên mặt trận giữa Liban với Israel. Bộ Quốc phòng Israel thông báo hôm 29 tháng 3, lực lượng phòng vệ Israel IDF huy động máy bay tấn công vùng Al-Bazuriza của Liban và hạ Ali Ab Al-Hassanaim, phó chỉ huy đơn vị tên lửa và rocket của Hezbollah. Video quay bằng camera ảnh nhiệt do IDF công bố cho thấy một chiếc ô tô chống tên lửa khi di chuyển và phát nổ, bốc cháy dữ dội. Quân đội Israel thêm rằng Ali Naim là người có vai trò lập kế hoạch và triển khai các cuộc tập kích từ xa nhằm vào hậu phương của nước này. Lực lượng Hezbollah thông báo 7 thành viên của nhóm bao gồm một người tên naim đã thiệt mạng do chúng hòa lực của quân đội israel song không đề cập địa điểm và thời điểm xảy ra sự việc trong diễn biến khác tạp chí politico vừa qua đưa tin các quan chức lầu năm góc đàm phán giai đoạn đầu nhằm tài trợ cho một sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở gaza với mục đích ổn định vùng đất này hậu xung đột israel hamas theo các quan chức trò chuyện với politico tất cả các lựa chọn đang được xem xét nhưng chúng không bao gồm sự hiện diện của quân đội mỹ trên thực địa tuy nhiên rất có thể đó sẽ là một lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia hoặc phần lớn là người Palestine. Bộ quốc phòng Mỹ sẽ cung cấp phần lớn kinh phí để hỗ trợ việc đưa binh sĩ từ các nước khác đến Gaza. Các quan chức Mỹ xin giấu tên lưu ý bất kỳ động thái nào về vấn đề này sẽ khó xảy ra trong vài tuần hoặc vài tháng tới vì chính quyền tổng thống Joe Biden không sẵn lòng phê duyệt bất kỳ kế hoạch nào cho đến khi các cam kết về giải pháp hai nhà nước được thực hiện. Quan điểm của Israel hiện cũng không rõ ràng khi họ chưa thảo luận bất kỳ phương án nào về Mỹ. Tenaev từng tuyên bố muốn đợi cho đến khi họ đánh bại Hamas hoàn toàn và các con tin được trả tự do. Cũng liên quan đến xung đột ở giải Gaza, ngày 29 tháng 3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đồng ý cử đoàn đàm phán tới Ai cập và Qatar để nối lại vòng đàm phán về một lệnh ngừng bắn nhân đạo và trao đổi con tin với phong trào hồi giáo Hamas tại giải Gaza. Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Netanyahu đã trao đổi với lãnh đạo các cơ quan tình báo An ninh Sinbet và Mossad và đồng ý cử các đoàn đàm phán từ Doha và Cairo trong những ngày tới. Vòng đàm phán tại Doha Qatar đã kết thúc tuần trước mà không đạt được bước đột phá nào. Đàm phán diễn ra đúng thời điểm Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu các bên ngừng bắn tại Gaza trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Sau bước đi này của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Israel đã rút phái đoàn đàm phán tại Doha về nước. Cuộc xung đột giữa Hamas và Israel đã kéo dài hơn 5 tháng qua ở Gaza, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, tăng đẩy người dân Palestine đến bờ vực nạn đói cộng đồng quốc tế ngày càng quan ngại khi chưa thể khắc phục tình trạng thiếu thốn lương thực thực phẩm, thuốc men và trang thiết bị y tế. Liên quan đến tình hình nhân đạo ở giải Gaza, chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ nối lại viện trợ cho cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc UNRWA, cơ quan điều phối gần như toàn bộ viện trợ cho Gaza. Theo truyền thông Nhật Bản, UNRWA dự kiến sẽ bắt đầu nhận được viện trợ từ Nhật Bản kể từ nửa đầu tháng 4. Từng là nước đóng góp lớn thứ 6 cho UNRWA, Nhật Bản hồi tháng 1 vừa qua đã cùng hơn 10 quốc gia tạm dừng viện trợ cho cơ quan này sau những cáo buộc của Israel liên quan đến cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas. Hiện một số nước như Australia, Canada, Thụy Điển và Iceland cũng đã nối lại tài trợ cho UNRWA. Truyền thông Israel vừa qua đưa tin, chính quyền Mỹ những ngày qua đã cấp phép cho việc chuyển giao lô vũ khí lớn trị giá nhiều tỷ đô la Mỹ cho Israel. Dẫn lại thông tin từ American Daily, báo giới Israel cho biết Lô vũ khí mới gồm có 1.800 quả bom loại MK-84, 500 quả loại bom MK-82 cùng 25 máy bay chiến đấu F-35S đã được Quốc hội Mỹ thông qua lần đầu vào năm 2008. Thông tin được một số quan chức Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ. Tuy nhiên, các nguồn tin không cho biết số vũ khí trên khi nào được chuyển giao cho Israel và liệu chúng có được sử dụng trong chiến dịch tấn công kéo dài gần 6 tháng qua của quân đội Israel vào giải Gaza hay không. Israel là đồng minh số 1 của Mỹ tại khu vực Trung Đông, từ nhiều thập niên qua, Washington luôn duy trì khoản viện trợ quân sự khổng lồ hàng năm lên tới 3,8 tỷ đô la Mỹ cho Tel Aviv. Trong cuộc xung đột bùng phát giữa Israel và lực lượng Hamas, Mỹ cũng là quốc gia dành sự ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Israel, cung cấp nhiều vũ khí và đạn dược cho đồng minh. Tuy nhiên, trong giai đoạn gần đây, giới chức Mỹ liên tiếp bày tỏ sự không hài lòng về cách thức điều hành cuộc chiến của Israel tại giải Gaza khiến nhiều dân thường Palestine thiệt mạng. Đặc biệt, Washington phản đối mạnh mẽ ý định tiến hành cuộc tấn công bộ binh quy mô lớn của Tel Aviv vào thành phố Rafah ở cực nam Gaza, do lo ngại xảy ra thảm họa nhân đạo tồi tệ, cùng nhiều hệ lụy phức tạp khác về an ninh đối với khu vực Trung Đông. Trước đó, tờ KAN News Israel được tin rằng Israel hiện đang nỗ lực tìm một đường vòng để có được vũ khí và khí tài từ các nhà cung cấp không phải của Mỹ nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt trang thiết bị chiến đấu quan trọng. KAN News trích dẫn lời một quan chức an ninh Israel tuyên bố rằng sự chỉ trích vào ủy quyền cho bên trung gian ngày càng tăng do cả nhóm hồi giáo và những thế lực phản đối gây nguy hiểm cho việc chuyển giao đạn dược và thiết bị chiến tranh do Mỹ hậu thuẫn. Ngoài ra, có lo ngại cho rằng căng thẳng về Mỹ sẽ được tăng cường từ việc quân đội Israel tiến vào Rafah cùng với vấn đề nhân đạo ngày càng trầm trọng ở Gaza. Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến việc Mỹ sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Israel với cường độ tương tự. Hiện có nhiều nước không cung cấp trang thiết bị quân sự cho Israel và thực hiện âm thầm tẩy chay, trong đó lập luận rằng Họ bị ràng buộc bởi luật pháp quốc gia để bán vũ khí cho các quốc gia có xung đột. Theo quan chức Israel trên, nhà cung cấp vũ khí chủ chốt cho Israel là Mỹ, hiện vẫn có sự trợ giúp do Mỹ hậu thuẫn, nhưng nỗi sợ lớn nhất hiện tại là những căng thẳng do việc tấn công Gaza sẽ ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của Mỹ trong việc giúp đỡ an ninh cho Israel. Reuters ngày 29 tháng 3 đưa tin, quân đội Mỹ vừa qua tuyên bố đã phá hủy 4 máy bay không người lái UAV do lực lượng Houthi ở Yemen phóng. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom thông báo trên mạng xã hội X rằng số UAV này là mối đe dọa sắp xảy ra đối với các tàu buôn và tàu hải quân Mỹ trong khu vực. Cũng theo Sencom, số UAV trên nhằm vào một tàu của Liên minh và một tàu chiến của Mỹ ở Biển Đỏ. Sencom cho hay không có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại nào đối với các tàu của Mỹ hoặc Liên minh. Trước đó, phát ngôn viên Ihaya Saria của Houthi tuyên bố, lực lượng này đã thực hiện 6 cuộc tấn công vào các tàu bằng UAV và tên lửa ở Vịnh Aden và Biển Đỏ. Ông còn nói rằng Houthi cũng đã tấn công hai tàu khu trục của Mỹ ở Biển Đỏ, cũng như thành phố Eilat của Israel. Houthi đã tuyên bố sẽ nhằm mục tiêu vào các tàu của Israel, Anh và Mỹ, cũng như các tàu đang hướng tới các cảng của Israel, làm gián đoạn giao thông dọc theo tuyến đường thương mại quan trọng ở Biển Đỏ. Mỹ, quốc gia dẫn đầu một liên minh quốc tế nhằm bảo vệ hoạt động vận chuyển trên Biển Đỏ, đã tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen kể từ giữa tháng 1. Trong bối cảnh đó, hãng Sputnik của Nga mới đây dẫn thông báo của hạm đội Thái Bình Dương nhấn mạnh một số tàu chiến của hạm đội Thái Bình Dương trong đó có tàu tuần dương Vayyak và tàu hộ vệ hạng nhẹ Dodoc Sampsonikop đã đi vào Biển Đỏ. Động thái này nằm trong chặng đường hành quân dài của các tàu chiến thuộc hạm đội Thái Bình Dương. Trước đó trong tháng 3, tàu tuần dương Vayyak và tàu hộ vệ hạng nhẹ Dodoc Sampsonikop cũng tham gia tập trận hải quân chung có tên C Security Bell 2024 với chiến hạm của Iran và Trung Quốc. Các tàu thuộc hạm đội Thái Bình Dương Nga còn góp mặt trong cuộc tập trận chống cướp biển và loại bỏ xuồng không người lái tại vịnh Aden trên Biển Đỏ. Theo đó đại sứ Nga tại Eritrea, Igor Mosgo nói rằng tàu Saposnikov đã cập cảng Massawa và triển khai ở nước này đến ngày 5 tháng 4 và sẽ lần đầu tiên tham gia tập trận cùng hải quân Eritrea trong 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Giới chức Nga không cho biết đợt triển khai của đội tàu chiến có liên quan tới căng thẳng trên biển đỏ những tháng gần đây hay không. Eritrea là một trong 6 nước châu Phi được Nga cung cấp ngũ cốc miễn phí theo cam kết của Tổng thống Vladimir Putin. Chiến hạm Saposnikov là một trong 12 tàu khu trục săn ngầm mang tên lửa dẫn đường thuộc đề án 1155 của Liên Xô, được biên chế năm 1985. Tàu dài 163 m có lượng dạng nước đầy tài khoảng 7.900 tấn. Chiến hạm sau này được xếp vào phân nhóm tàu hộ vệ và trải qua đợt hiện đại hóa từ năm 2017. Sau khi được nâng cấp, tàu Saposnikov mang được 16 tên lửa hành trình Kalib hoặc tên lửa chống hạm siêu thanh P-800 Onyx, 8 tên lửa chống hạm cận âm 3M-24 Uran cùng 64 tên lửa phòng không tầm ngắn Hai bệ pháo AK100 cỡ nòng 100mm cũng được thay thế bằng một hải pháo A190 với thiết kế giảm tiết diện phản xạ radar và gọn nhẹ hơn.